Trong mỗi gia đình người Việt thường có một bàn thờ tổ tiên, ông bà hay còn gọi là ông Vài. Biền hay còn gọi là bàn thờ là nơi tưởng nhớ, là thế giới thu nhỏ của người đã khuất. Tục thờ cúng tổ tiên là một phong tục đẹp của người Việt được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thì không được quên, không chỉ chúng ta mà trên thế giới cũng vậy, không được quên cội nguồn của mình. Không được quên cội nguồn gia tiên, mở rộng ra là không được quên làng nước, quê hương, dân tộc, tổ quốc. Thì cái nghĩa đầu tiên nó thế. Thứ hai là về tín ngưỡng, đứng trước bàn thờ, người ta luôn luôn là tự nhìn lại mình. Ngày Tết chẳng hạn, thì đó là chu kỳ năm, cho nên là tự nhìn lại mình một năm qua và báo cáo với tổ tông những cái gì làm được, những cái gì chưa làm được. Điều thứ ba đấy là họ cũng hướng tới tương lai, hướng tới tương lai. Họ mong muốn năm sau thể tốt hơn năm trước, cầu được ước thấy, sở cầu như ý, sở nguyện thông tâm, là người ta thường cầu cái đó. Cách bài trí. Là bày sâu trong và bày cao hơn một tí. Thường trong nhất đấy là người ta bày các cái thần vị, các cái bài vị của cao tầng tổ khảo, tức là của bốn đời. Khảo là đời bố mẹ, đời bố. Tổ là đời ông. Tầng tổ, đời cụ. Và cao tổ đời kỵ, chúng ta bày bốn đời như vậy. Thì nhà mà có bảy vị, người ta bày như thế. Thì cái bảy vị ông cao nhất bày chính giữa, và
có thể những bài vị khác bày mặt dãy thấp hơn. Đấy. Nhưng ví dụ như là tàng tổ cũng bày cùng hàng, nhưng mà cái bài vị tàng tổ chỉ cần cao hơn bài vị tổ một phân thôi để nó phân biệt. Thì cứ bày một cái bên này, một cái bên này, thì lại một cái bên tả, một cái bên thế. Quê Bắc Bộ ngày nay, đó là vào dịp Tết, con cái sẽ mang những lễ vật ngon nhất do gia đình làm ra để dâng lên ban thờ gia tiên, thường được đặt ở trong nhà con trưởng. Lễ vật không phải cầu kỳ nhưng thể hiện lòng tôn kính của các con đối với tổ tiên, ông bà, bố mẹ đã khuất. Vâng, 93, 12 bà nhà trên nước. Tưởng nhớ tới cái tình cảm ân đức đó thì những người còn sống mới mua những
của ngon, vật lạ, mang những cái mà mình có thể có được, dâng lên ban thờ, thờ cúng ông bà tổ tiên. Trước là ông bà tổ tiên hưởng, sau là những người còn sống được hưởng. Đó vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm, nhưng đó cũng vừa thể hiện giáo dục. Chính từ cái ý nghĩa đó mà không phải ngày nay, từ xa xưa đã có một phong tục tập quán, con cháu trong gia đình nào nếu đã lấy vợ, lấy chồng hoặc xây dựng gia đình đi xa thì những ngày giáp Tết rồi hoặc những ngày Tết bao giờ cũng về để thắp hương lên ban thờ tổ tiên, bao giờ cũng về chúc Tết đối với ông bà cha mẹ nếu còn sống hoặc người thân trong gia đình còn sống. Và việc về thắp hương thờ gia tiên, việc về chúc Tết những người còn sống bao giờ cũng kèm theo những món lễ vật không cần phải đắt tiền nhưng hết sức có ý nghĩa và thành tâm trong ngày Tết. Được chú trọng vào dịp lễ Tết, từ bàn cỗ Tết ngập trời màu sắc cho đến những mâm ngũ quả luôn chiếm không ít thời gian, tâm huyết và lòng thành. Cũng không giống bất kỳ đâu, bởi từ rất lâu, Tết của thành phố phương Nam này đã như một sắc thái văn hóa tổng hòa của những phong tục Bắc Trung Nam tụ hội. Lại thêm chút sắc thái của phương Tây nên có nhiều thú vị lạ lẫm. Vào ngày cuối cùng của năm cũ, người Sài Gòn dành nhiều thời gian cho việc mua sắm những vật dụng trang hoàng cho nhà cửa, đặc biệt là ban thờ. Không cần phải mất nhiều công sức đi đâu xa, chỉ cần dạo chợ mua sắm chút ít
là có thể mang nhiều hương vị Tết của các vùng miền về nhà. Chị hả? Tại vì chị lấy hai. Em năm nay em có mẫu mới, với em có cái hàng cắt laser đó.